Đình Nhu được biết đến là kiến trúc sư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa dưới thời Ngô Đình Diệm. Mặc dù chỉ xuất hiện với chức danh cố vấn chính trị, nhưng Ngô Đình Nhu có thể triệu tập và chủ trì các cuộc họp nội các, họp hội đồng liên bộ với thành phần là các bộ trưởng và tướng lãnh quân đội. Nhận xét về vai trò của cố vấn Nhu, tướng Cao Văn Viên đã từng nói: ông Ngô Đình Diệm chỉ là một biểu tượng mà thôi. Ông không thể làm gì nếu không có cố vấn Nhu bên cạnh. Trước khi được biết đến là một nhân vật quyền lực sau Tổng thống Diệm, Ngô Đình Nhu từng là một nhà lưu trữ tài năng. Theo sơ yếu lý lịch, Ngô Đình Nhu là con trai của cựu Thượng thư Bộ Lễ Ngô Đình Khả. Ông sinh ngày 7 tháng 10 năm 1910 tại xã Phước Quả, Tổng Cự Chánh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, nhưng nguyên quán ở làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Năm 1932, Ngô Đình Nhu sang Pháp theo học tại trường Đại học Paris, chuyên ngành ngôn ngữ. Sau đó, Ngô Đình Nhu tiếp tục theo học tại trường Quốc gia Cổ Tự Học và tốt nghiệp năm 1938 với luận văn về lịch sử Việt Nam, lần đầu tiên được bảo vệ tại Pháp. Trong quá trình học tập, không chỉ khẳng định được tài năng của mình, Ngô Đình Nhu còn rất khôn khéo tận dụng thế lực của gia đình để tiếp xúc với nhiều giới chức người Pháp, trong đó có ông Paul Boudet, giám đốc Sở Lưu Trữ và Thư viện Đông Dương. Anh trai Ngô Đình Nhu khi đó là Tổng đốc Quảng Nam, Ngô Đình Khôi, đã viết thư gửi Paul Boudet để nhờ vả, nhưng cũng cho thấy thế lực của ông ta ở An Nam, đồng thời đề nghị ấn định thời gian bổ nhiệm Ngô Đình Nhu vào ngạch trước khi về nước. Và thông qua thống sứ Bắc Kỳ, một lần nữa, Ngô Đình Nhu lại được tiến cử. Nhờ những sự tác động đó cùng mối quan hệ tốt đẹp với ông Paul Boudet, hai ngày trước khi nhận bằng tốt nghiệp, Ngô Đình Nhu đã được toàn quyền Đông Dương tuyển dụng và làm việc tại Sở Lưu Trữ và Thư viện Đông Dương với chức danh Quản thủ viên phó hạng 3, ngạch nhân sự người Âu, với mức lương rất cao, 16.600 franc. Trong thời gian làm việc, Ngô Đình Nhu đã trực tiếp tham gia cùng Paul Boudet biên soạn và xuất bản các tập 2, 3 và 4 của bộ Đông Dương Pháp chế toàn tập. Năm 1942, Ngô Đình Nhu vào Huế thành lập một cơ quan lưu trữ để tổ chức lại tài liệu của chính phủ Nam Triều theo lệnh của toàn quyền Đông Dương. Ông đã góp phần quan trọng vào việc tập trung nguồn tư liệu về cơ quan lưu trữ và thư viện của chính phủ Nam Triều. Với những đóng góp này, Ngô Đình Nhu đã được ban thưởng huân chương Kim Khánh hạng 3. Cách mạng tháng 8 thành công, với chính sách trọng dụng nhân tài, chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bổ nhiệm Ngô Đình Nhu làm giám đốc nhà lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc. Nhưng không lâu sau đó, vào tháng 11 năm 1946, Ngô Đình Nhu đã bỏ việc để theo đuổi giấc mộng chính trường. Từ đây, ông đã từ bỏ vai trò là một nhà lưu trữ để đi theo con đường chính trị. Năm 1955, sau khi Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống ở miền Nam Việt Nam, Ngô Đình Nhu tham gia hoạt động chính trị với vai trò là cố vấn đặc biệt cho Tổng thống. Cho dù đã cố để từ bỏ, nhưng lưu trữ vẫn như một mối lương duyên gắn với cuộc đời và tên tuổi của Ngô Đình Nhu. Vào năm 1959-1960, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cho chuyển mộc bản Triều Nguyễn và các cổ thư khác từ Huế về bảo quản tại chi nhánh Nhà Văn Khố và Thư viện Quốc gia tại Đà Lạt. Dù trên những văn bản này không có tên Ngô Đình Nhu, nhưng một điều chắc chắn rằng vai trò của ông cố vấn Ngô Đình Nhu trong việc này là không hề nhỏ. Tháng 11 năm 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Gia sản nhà họ Ngô, trong đó có khu biệt điện Trần Lệ Xuân tại Đà Lạt, bị chính quyền tịch thu và sử dụng làm bảo tàng sắc tộc Tây Nguyên. Nhưng như một cơ duyên, năm 1984, khu biệt điện này được nhà nước giao cho Cục Lưu trữ Nhà nước dùng làm kho lưu trữ,
bảo quản tài liệu mộc bản triều Nguyễn. Và đến năm 2006, nơi đây trở thành trụ sở của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4. Kế thừa những thành quả lao động đầy tự hào từ các thế hệ công chức, viên chức, ngành lưu trữ, cùng với quyết tâm, nỗ lực, không biết mệt mỏi, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 đã biến biệt điện Trần Lệ Xuân từ nơi bị lãng quên trở thành một trong những điểm du lịch yêu thích của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Đà Lạt. Mời quý vị theo dõi tiếp tập 3 Những dấu chân thầm lặng, đăng tải vào ngày 10 tháng 8 năm 2017 trên fanpage Lưu trữ Quốc gia 4.